Thì vai Út Lành này thật ra là không phải là con được nhận vai một cách bình thường và suôn sẻ như mọi người đâu, mà cũng trải qua khá là nhiều chuyện mà sau này con với anh Cường hay nói lại với nhau là đúng là ý trời, là sao em cũng về lại cái vai Út Lành nè. Thì cái vai này lúc mà con đọc kịch bản á, thì con cảm thấy rất là thích, tại vì nó không có bị một màu sắc, mà trong suốt 30 tập phim con được thể hiện rất là đa dạng và cũng được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Mỗi lần đi quay thì lúc nào cũng cảm giác như là ở nhà vậy đó, tại vì mọi người yêu thương nhau, mọi người gần gũi, thân thiện với nhau lắm. Cái cảnh mà con nhớ nhất chắc là cái cảnh phải nhảy xong. Dạ đúng. Cái cảnh đó trong kịch bản á, chỉ là Út Lành bị rớt điện thoại xuống sông và lấy tay khều khều thôi. Nhưng qua anh Cường, không, anh không có nhảy xuống sông. Cái đầu chưa có nhảy, chỉ có khều khều thôi à. Xong rồi anh Cường mới mới mới, mới bắt là chết rồi. Không có anh đây. Dạ sao? Anh Cường cầm kêu nhảy xuống, mà cái tật của con á là con biết bơi, nhưng mà phải bơi từ chỗ cạn ra thì con bơi được. Chứ mà cái đùng mà xuống cái mà con không có chạm chân được tới cái thành là con sợ, con quýu con chìm mà. Ủa chị tính ra chị chưa biết bơi. Em biết mà em chưa biết đứng nước thôi anh. À, cái quan trọng nhất muốn biết bơi là phải biết đứng nước trước. Ủa vậy hả? Hồi đó em học bơi ếch trước. À. Xong rồi lúc mà nhảy xuống con không có dám nhảy, con sợ lắm, tại vì cái cảm giác hồi đó con bị đuối nước một lần á, nên là cái cảm giác mà cái chân mình không có chạm được dưới đất nó rất là đáng sợ. Xong rồi nhưng mà anh Cường ảnh kêu là chỉ cần em tin em làm được là em làm được, em đừng có sợ gì hết đó. Mà cảnh đó là con quay chung với cô Hạnh Thúy với lại chị Lê Phương, thì cô Thúy với chị Phương cũng rất là gọi là cứ động viên con hoài, cứ kêu không sao đâu, nhảy đi. Xong rồi mọi người cũng bố trí ở dưới có mấy anh thiết kế núp sẵn, chỉ cần con nhảy xuống cái là mấy anh lao ra, mấy anh chụp con liền. Rồi xong rồi giăng cái dây thừng cho con bám, cho con đừng có bị chìm xuống. Nhưng mà con còn nhát lắm, kêu diễn cái con còn đứng ở trên con khóc một chập nữa, đâu có nhảy xuống liền đâu. Xong rồi cái anh Cường mới thấy anh Cường hơi 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 căng rồi, cái con cũng sợ rồi, thôi nhảy luôn. Chứ hồi đến Cường căng sợ lắm. Xong rồi con cũng nhảy. Con nhảy xuống thì con ngơ ngớp, nhưng mà đúng là như anh Cường nói, chỉ cần mình tin là mình sẽ làm được, con chỉ cần đạp nước mấy cái là con vẫn sẽ nổi lên chứ con không có bị chìm xuống liền. Và may mắn là cái cảnh quay đó cũng tốn hơi nhiều thời gian nhưng mà vẫn hoàn thành. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của Hoàng Yến. Nói chung là phim diễn viên mà